Minasan konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vừa học kanji và vừa học một cụm từ khá là thú vị. Đây chính là cụm từ của chúng ta, furishikiru. Đầu tiên cái nhiệm vụ ở đây đó là, theo các bạn, shikiru sẽ được viết bằng kanji là từ kanji nào? Liệu có phải là từ kanji này không? Shikiru. Bây giờ sẽ cùng nói về từ kanji này nhé. Shikiru thì nó sẽ mang cái nghĩa như sau. Thứ nhất, nó sẽ bằng với sắc thái của wakeru, để chỉ nghĩa là chia ra, phân chia ra. Ví dụ như là mình chia cái căn phòng ra làm hai, heya o futatsu ni shikiru. Với trường hợp thứ hai thì shikiru nó sẽ thường đi với những cái cụm từ ví dụ như là kaigi chẳng hạn, để thể hiện nghĩa là mình lead một cái cuộc họp nào đấy, mình tổ chức và mình là cái người mà quản lý và lead cái cuộc họp đấy, thì các bạn có thể dùng là kaigi o shikiru. Vậy thì nếu ở đây chúng ta có cái động từ ghép là furishikiru thì nó không phù hợp với phần mặt nghĩa, bởi vậy cái từ kanji của nó sẽ không phải là từ kanji này. Bật mí cho các bạn, chúng ta có một cái cụm từ thường mắt gặp đó là furishikiru ame. Cụm từ này chúng ta sẽ dịch là mưa không dứt, mưa không ngớt, mưa không ngừng. Ví dụ như là từ sáng mình đã thấy mưa rồi và mình làm việc cả buổi đến chiều, bất chợt mình nhìn ra cửa sổ vẫn thấy trời đang mưa. Chito mado no soto miru to ame ga futte ita. Vậy thì trong trường hợp đấy sẽ có thể hiểu là furishikiru ame, mưa không ngớt, đúng không ạ? Cứ mưa rả rích, mưa không ngớt như vậy. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ biết được rằng là shikiru mang cái sắc thái bằng với nghĩa là nani nani shi tsuzukeru, vẫn tiếp tục một gì đó. Vậy thì lúc này shikiru sẽ có kanji, âm Hán Việt của nó chính là chữ tần. Và các bạn đang học N2 thì các bạn sẽ gặp nó trong cái phó từ là shikiri ni, để chỉ cái mức độ thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần. Và chữ tần này các bạn cũng thấy là nó được ghép với những từ như là hin độ. Âm Hán Việt là chữ tần và chữ độ với nghĩa là tần suất, tức là cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như là mình hay đi ăn ngoài và bây giờ nghĩ là cái tháng này ăn ngoài nhiều quá, và nếu như mà không hạn chế bớt cái tần suất đi ăn ngoài thì có thể là kinh tế gia đình sẽ không đủ chi tiêu chẳng hạn. Thì trong trường hợp đấy các bạn có thể dùng là gaishoku no hindo osaenai to kake ga mama naranai. À, ở đây thì chúng ta sẽ học được một cái cụm từ nữa là mama naranai. Mama naranai thì nó sẽ có cái sắc thái bằng với jubun dewa nai hoặc là omou you ni naranai, tức là không đủ, không như ý hoặc là không theo như cái ý mình mong muốn, không thoải mái. Ví dụ như thế này nhá, kinh tế khó khăn, mãi mới xin được việc. Thế nhưng mà cái lương nó lại thấp hơn so với mình nghĩ và cuộc sống nó không như ý, nó không đủ chi tiêu. Thì các bạn có thể dùng là yatto shushoku wa dekita mono no kyuryo ga omoi no hoka yasuku segatsu ga mama naranai. Vậy thì ở trong cái câu kake ga mama naranai thì cũng theo cái sắc thái ý nghĩa là kinh tế không đủ chi tiêu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta ghi nhớ với cụm từ furishikiru cho cái nghĩa hình ảnh về mưa. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy là rõ ràng đây là cái dạng động từ ghép, ghép giữa furu và shikiru, đúng không? Vậy thì nó có thể ghép được với những cái động từ khác hay không? Ví dụ như viết không ngớt, viết không ngừng, nói không ngừng. Thực tế là với cái shikiru thì chủ yếu nó chỉ đi với cái dạng là furishikiru, cho nghĩa là cứ mưa mãi, mưa không dứt, và nó hầu như là nó chỉ đi với cụm từ đấy thôi. Ngoài ra nó đi với một cụm từ nữa, đó chính là với cụm từ nakishikiru, cho cái hình ảnh ví dụ như là những cái con côn trùng này, những cái con chim này, nó cứ kêu mãi không ngớt, đúng không ạ? Ví dụ như là con ve sầu chẳng hạn, semi. Con ve sầu nó cứ kêu không ngớt nhỉ, mùa hè nó cứ kêu mãi. Semi ga nakishikitte iru na. Và thông thường với shikiru này thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ viết bằng hiragana là nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp người ta sẽ sử dụng với kanji, thì chúng ta ghi nhớ được từ kanji của nó cũng như là cái phần ý nghĩa kết hợp của shikiru với hai động từ furishikiru và nakishikiru. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.